Thưa tất cả các bạn, trong loạt bài nói về chủ đề liên quan đến vấn đề ra hoa ở thực vật, mặc dù không định trước nói về con người này, về chủ đề này, nhưng cùng với việc tìm hiểu các tư liệu liên quan, tôi thấy đây là một con người không thể không nhắc tới, cũng như những câu chuyện về cuộc đời làm khoa học của ông không thể không nhắc tới, đó là Chelakhian, người đã đưa ra thuật ngữ Lorigen, tức yếu tố gây ra hoa ở thực vật. Dù trong những dịp chuẩn bị cho ngày Tết, người ta dùng những kỹ thuật như tuốt lá mai, tuốt lá đào hoặc thắp đèn cho hoa cúc trước dịp Tết, cũng như những cây tương tự khác như thắp đèn ở cây thanh long, hoặc một loạt các kỹ thuật như quản lý nước, như khoanh vỏ, như sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng, các chất kìm hãm sinh trưởng đối với các loại cây ăn trái như cam, quýt, xoài, nhãn, sầu riêng. Thì tất cả phía sau của việc tác động đó là gì? Người đàn ông này đã tin chắc chắn rằng phía sau của việc tác động đó là phải tác động vào một yếu tố gây ra hoa, và ông chính là người đã đưa ra thuật ngữ này đầu tiên vào năm 1936. Và để chứng minh được tiên đoán đó của ông, khoa học thực vật đã mất trên 70 năm để thực hiện điều này. Mầm mống phát hiện ra Lorigen chỉ được chứng minh bằng những hình ảnh cụ thể vào đầu thế kỷ 21, tức mất vào khoảng 70 năm tập trung nghiên cứu của nhiều phòng thí nghiệm khác nhau. Bản thân tác giả Chelakhian cũng liên tục thực hiện các nghiên cứu về chủ đề này, và ông luôn được coi là nhà khoa học hàng đầu. Mặc dù vậy, cuộc đời làm khoa học của ông đã diễn ra với vô vàn thăng trầm. Mặc dù vậy, cuối cùng niềm tin của ông cũng vẫn đã được chứng minh và nhìn nhận. Đây là một tấm hình chụp vào năm 1982, tức đã vào tuổi 80, Chelakhian vẫn tích cực nghiên cứu và có những hợp tác nghiên cứu rộng lớn ở tầm quốc tế. Tấm hình này được chụp ở Viện Sinh lý Thực vật Timirajev của Liên Xô trước đây. Ở thời điểm đó, nhiều nhà sinh học và sinh lý học tầm cỡ thế giới đã đến tham quan và trao đổi cùng ông. Ví dụ như Fons Cook, nhà sinh lý thực vật người Mỹ nổi tiếng với nhiều nghiên cứu tiên phong về cytokinin, và đặc biệt là người đã cùng với Murasai để đưa ra môi trường nuôi cấy mô nổi tiếng hàng đầu là môi trường MS, hoặc Philip Waring, nhà sinh lý học người Anh, cũng là nhà tiên phong nghiên cứu về các chất điều hòa sinh trưởng, đặc biệt là axit abscisic. Anton Lang, một nhà sinh lý học thực vật Mỹ gốc Nga, cũng là một chuyên gia nghiên cứu về quá trình trổ hoa và là người tiên phong đưa ra những biện pháp để điều khiển quá trình ra hoa ở một số loài thực vật. Jan Gerkuler là nhà sinh lý học trẻ nhất trong số các nhà khoa học nổi tiếng này, là một nhà sinh lý thực vật học người Czech có nhiều nghiên cứu xuất sắc về các chất điều hòa sinh trưởng khác nhau, và có lẽ cũng là nhà khoa học duy nhất còn sống đến ngày nay. Đến năm 2019, ông vẫn còn là tác giả một số nghiên cứu về chất điều hòa sinh trưởng ở thực vật. Có được sự nhìn nhận và tôn trọng lớn từ cộng đồng các nhà khoa học quốc tế chứng tỏ Chelakhian đã là một nhà khoa học ngoại hạng. Tuy nhiên, những phần sẽ nói đến sau đây sẽ điểm lại những bước thăng trầm hết sức đặc biệt của cuộc đời làm khoa học của ông. Chelakhian là một nhà khoa học, một nhà sinh học gốc Armenia, và ông bắt đầu chuyển đến Moscow vào năm 1934, bắt đầu làm việc cho phòng thí nghiệm về sinh hóa và sinh lý thực vật, khi đó được đỡ đầu bởi nhà khoa học đầu đàn là Alexander Richter. Trước đó, Chelakhian đã có những nghiên cứu sơ khởi về các phản ứng của thực vật đối với chu kỳ ánh sáng, hay còn gọi là quang chu kỳ ở thực vật. Vấn đề phản ứng với quang chu kỳ, mặc dù trước đó đã được đề cập tới từ những năm 1920, tuy nhiên tất cả các nghiên cứu ở giai đoạn trước đó đều còn cho những kết quả mờ nhạt. Một điểm chung của những hiểu biết ở thời điểm đó là người ta cũng biết rằng sự nhận biết về chu kỳ ánh sáng hoặc là quang chu kỳ được ghi nhận ở lá và ở chồi đỉnh của cây, và người ta cũng cho rằng lá là bộ phận nhận biết và thúc đẩy phản ứng với quang chu kỳ trong việc thúc đẩy quá trình sinh sản ở thực vật. Và mặc dù lá là bộ phận quang hợp, tuy nhiên người ta cũng đã cho rằng quang hợp không liên quan đến quá trình hình thành hoa ở thực vật. Đối với Chelakhian, ở giữa thập kỷ 1930, ông đã khẳng định vai trò của lá trong việc tiếp nhận các tín hiệu về quang chu kỳ, và ông khẳng định rằng lá chính là bộ phận chính để cảm nhận sự khác biệt về chu kỳ ánh sáng ngày đêm trong từng thời điểm của năm. Và chính vào năm 1936 này, Chelakhian đã đưa ra thuật ngữ Lorigen, và ông giả thiết rằng Lorigen là một hormone được tạo ra ở lá dưới tác động của điều kiện chu kỳ ánh sáng phù hợp. Sau đó, tín hiệu này sẽ được vận chuyển từ lá đến ngọn chồi, để từ đó chuyển hóa chồi đỉnh từ trạng thái sinh trưởng sinh dưỡng chuyển sang trạng thái sinh trưởng sinh thực, tức là xảy ra hiện tượng trổ hoa. Lorigen theo chính tác giả Chelakhian có nghĩa là một yếu tố gây ra sự trổ hoa. Sau này người ta cũng đánh giá rất cao Chelakhian bởi vì ông đã đưa ra một thuật ngữ ngắn gọn và rất dễ chấp nhận dù là trong ngôn ngữ Nga hay các ngôn ngữ nước ngoài khác. Lorigen cũng như các nghiên cứu về Lorigen gần như là định mệnh của ông. Tuy nhiên trong cuộc đời làm khoa học cũng như cuộc sống của ông cũng
hứng chịu nhiều điều bất hạnh với hướng nghiên cứu này. Cũng phải khẳng định rằng cùng giai đoạn với Chalakian, một số nhà khoa học Nga khác là Moskov và Kosarev cũng có những nghiên cứu gần tương tự. Tuy nhiên, chỉ có Chalakian là người duy nhất đã đưa ra thuật ngữ fluorigen. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, vào năm 1937, tác giả Moskov do những động lực khác nhau đã là người vu cáo cho rằng Chalakian là người đã vay mượn, hoặc có thể nói một cách nặng nề hơn là đã ăn cắp những lời kết luận của Moskov, và sự vu cáo này đã lập tức bị Chalakian bác bỏ một cách quyết liệt. Một nhà khoa học khác là viện sĩ Choloni, một người luôn tự hào rằng ông là nhà khoa học hàng đầu về hormone thực vật, và Choloni đã chỉ trích Chalakian rằng fluorogen chỉ là một thành phần mang tính lý thuyết, còn thực tế thành phần hoạt động liên quan đến quá trình trổ hoa chỉ là những chất thông thường, hoặc đơn giản chỉ là một hormone đã được biết đến ở thời điểm đó, đó là auxin. Đối với những chỉ trích này, Chalakian đều đưa ra những bằng chứng để bác bỏ có tính thuyết phục cao. Với các nghiên cứu chuyên sâu về quá trình giao hoa và ảnh hưởng của quang chu kỳ, Chalakian đã viết luận án tiến sĩ về chủ đề này. Tuy nhiên, trước khi buổi bảo vệ luận án tiến sĩ xảy ra thì Lysenko, ở thời điểm đó là một nhà sinh học có tiếng tăm, đã phản đối một cách gay gắt và có những cách thức để ngăn cản kết quả của luận án tiến sĩ này. Ở thời điểm đó, chính quyền Xô Viết đang rất đề cao lý thuyết mang tính duy ý chí của Lysenko, và những lý thuyết đó thì sẽ có nhiều điều trái ngược với các phát hiện của Chalakian về fluorogen. Lysenko có tuổi đời lớn hơn Chalakian 4 tuổi, có xuất thân từ một gia đình nông dân thuần túy, và những tài liệu ghi nhận lại thì Lysenko chỉ được đi học từ tuổi 13. Tuy nhiên, có thể do những ưu đãi về xuất xứ gia đình, do đó Lysenko đã rất thuận buồm xuôi gió trong con đường học tập, đặc biệt khi ông vào học ở các trường về nông nghiệp. Năm 1927, Lysenko đã được truyền thông Xô Viết vinh danh là nhà khoa học chân đất. Tuy nhiên, những nhìn nhận khác lại cho rằng Lysenko là một nhà nông nghiệp được đào tạo một cách vội vàng, dù ông có những tham vọng rất lớn lao, và sự mất cân đối giữa trình độ học vấn và tham vọng dẫn đến Lysenko đã có những khiếm khuyết để có thể trở thành một nhà khoa học thực thụ. Trong những khiếm khuyết đó, một trong những điểm khá căn bản người ta cho rằng đó là trong những nghiên cứu được gọi là nghiên cứu khoa học của Lysenko thường không được chú trọng vào những thiết kế thí nghiệm một cách chặt chẽ. Từ đó có thể dẫn đến những sai sót do chủ quan, dẫn đến việc thiếu khách quan của các kết quả nghiên cứu, có thể liên quan đến những quan điểm duy trì của xã hội Xô Viết, nên Lysenko có những niềm tin mãnh liệt vào sự can thiệp của con người, bỏ qua những tác động của yếu tố tự nhiên, đặc biệt là yếu tố di truyền. Lysenko có niềm tin vào việc con người có khả năng huấn luyện cây trồng ở giai đoạn còn non, và thông qua việc huấn luyện đó, ông tin rằng các cây trồng được huấn luyện có thể sẽ trở thành những cây trồng tốt hơn, sinh trưởng cho năng suất tốt hơn. Những nhìn nhận ở phía đối lập cũng như các nhìn nhận phía bên ngoài, người ta cho rằng niềm tin và các công việc đã thực hiện trên quan điểm của Lysenko thông qua việc có thể huấn luyện cây trồng đã đem lại những nguy hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của chính quyền Xô Viết, của các đồng minh của chính quyền Xô Viết, cũng như ngay cả với Trung Quốc khi áp dụng những nguyên tắc của Lysenko vào cuối những năm 1950. Những mặt tối và thất bại của Lysenko ở vào bối cảnh của chính quyền Xô Viết giai đoạn đó dường như đều đã bị che đậy. Người ta ghi nhận rằng chân dung của Lysenko ở thời điểm đó được treo cách công khai ở các viện nghiên cứu, và mỗi bài phát biểu của Lysenko đều đi kèm với những hình thức tán dương thông qua những điệu nhạc, lời ca khác nhau. Do những khép kín của chính quyền Xô Viết giai đoạn đó, do đó nhiều điểm tối trong lý thuyết và hành động của Lysenko đều bị che đậy. Các nhà sinh học có trình độ đều chê bai nặng nề đối với những công việc của Lysenko. Tuy nhiên, cũng do vấn đề khép kín của chế độ Xô Viết giai đoạn đó, do đó việc ngăn cản đối với Lysenko là vô cùng khó khăn. Đã có những nhà khoa học cho rằng để tranh luận khoa học đối với Lysenko thì cũng giống như việc nói chuyện về đại số vi phân đối với một người chưa hề thuộc bản cửu chương. Lysenko đặc biệt phản bác những lý thuyết di truyền ở thời điểm đó. Ở các nước phương Tây, di truyền học đang phát triển, đặc biệt với những nghiên cứu trên ruồi giấm để làm sáng tỏ về quy luật di truyền. Tuy nhiên, đối với Lysenko thì ông đã gọi những nhà di truyền học đó là những kẻ yêu ruồi mà ghét con người, bởi vì như đã nói, những nghiên cứu về di truyền học giai đoạn đó thực hiện nhiều trên đối tượng ruồi giấm. Đối với Lysenko, gen không hề tồn tại, bởi vì gen có thể được bật hoặc tắt dựa trên những hành vi của con người. Như vậy, có thể thấy rằng Lysenko là một người đã quá duy ý chí và không tin vào những quy luật khách quan của tự nhiên, trong đó có các quy luật của di truyền học. Tuy nhiên, nếu nhìn vào trình độ hiểu biết về sinh
sinh học ở góc độ của thế kỷ 21, khi mà di truyền ngoại mã, tức epigenetics, một lĩnh vực đang được quan tâm rất nhiều trong những năm gần đây, thì lý thuyết của Lysenko dường như cũng đang phần nào được bào chữa. Tuy nhiên, đối với di truyền ngoại mã, tức epigenetics, đến nay chỉ cho thấy một tỷ lệ nào đó các trường hợp là tác động của các yếu tố ngoại cảnh có thể được truyền từ thế hệ cha mẹ sang thế hệ con cháu, trong khi Lysenko cho rằng tất cả các tác động đều có thể truyền cho các thế hệ con cháu. Đó là điểm khác biệt. Khi nói về Lysenko, mặc dù ngày nay có thể thấy rất nhiều sai sót của ông, đặc biệt sai sót lớn đó là vấn đề thiếu khách quan, vấn đề duy ý chí và đưa những vấn đề chính trị vào trong khoa học. Mặc dù vậy, di sản của Lysenko hiện nay cũng có một số điểm được ghi nhận, trong đó thuật ngữ xuân hóa liên quan đến quá trình trổ hoa là thuật ngữ đã được Lysenko đưa ra và đến nay được sử dụng rộng rãi trong sinh lý học thực vật để giải thích về ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến quá trình trổ hoa ở một số loài thực vật. Liên quan đến luận án của Chelakhian, dường như Lysenko đã rất lo ngại rằng những quan tâm quá lớn của cộng đồng khoa học cũng như của các nhà nông sinh học về vấn đề quang chu kỳ có thể trở nên gây rắc rối đối với ý tưởng cũng như là giả thuyết khoa học mà Lysenko đã đưa ra. Ngoài việc đưa ra quyết định bác bỏ buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của Chelakhian, Lysenko còn tổ chức những buổi họp với một số nhà sinh học chủ chốt để bác bỏ giả thuyết của Chelakhian, nghiêm cấm các nghiên cứu tiếp tục cũng như đưa ra những đe dọa đối với bất kỳ những quan điểm phản bác nào đối lập với những lý thuyết sinh học thời Xô Viết do Lysenko đưa ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, Chelakhian lại được viện sĩ Vavilov bảo vệ và Vavilov đã gợi ý cho rằng với một số điều chỉnh thì luận án đề xuất của Chelakhian hoàn toàn có thể được đệ trình và bảo vệ. Viện sĩ Vavilov cũng đã có những chỉ trích đối với lý thuyết của Lysenko và ông đã có những khuyến khích đối với Chelakhian. Vavilov cũng đưa ra những chỉ trích về những giả thuyết ngụy khoa học của Lysenko và cũng chính vì những chỉ trích mạnh mẽ này mà Vavilov sau đó còn bị giam cầm và hành xử một cách tệ mạt cho đến khi qua đời. Đối với Chelakhian, ngoài việc không được bảo vệ luận án tiến sĩ, ông còn bị truất phế khỏi vị trí đầu đàn của phòng thí nghiệm, sau đó là việc bị đóng cửa phòng thí nghiệm. Trong hoạn nạn này, Chelakhian vẫn được những ủng hộ, mặc dù phòng thí nghiệm của ông không còn nữa, nhưng ông vẫn lại được che chở để làm việc ở một phòng thí nghiệm khác với một chức vụ thấp hơn. Những năm tiếp theo, Chelakhian cũng đã bảo vệ được luận án tiến sĩ của ông, tuy nhiên ông vẫn bị nghiêm cấm đối với hoạt động giảng dạy. Ngoài ra, nhiều đồng nghiệp cũng như người ủng hộ ông cũng đã bị biệt đãi hoặc bỏ tù. Sau nhiều năm khó khăn, Chelakhian vẫn sống sót tồn tại đến những thập kỷ 1950 khi triều đại của Lysenko dần suy sụp và đặc biệt sau cái chết của Stalin. Kể từ đó, Chelakhian lại có thể tiếp tục với những nghiên cứu về phlogen của ông một cách an toàn. Với những đeo đuổi nghiên cứu về phlogen, Chelakhian đã đưa ra những nhận định rằng phlogen là một thành phần mang tính phổ quát, chúng không phải là những thành phần mang tính đặc thù cho từng loài thực vật chuyên biệt. Sở dĩ có được kết luận này bởi vì Chelakhian đã tiến hành nghiên cứu dựa trên phương pháp ghép và với việc ghép của những đối tượng thực vật khác nhau nhưng vẫn có thể ghi nhận phản ứng ra hoa. Do đó, ông cho thấy việc truyền các hoạt chất ra hoa có thể truyền từ giống cây này qua giống cây khác hoặc ngay cả có thể từ loài này qua loài khác. Hơn nữa, các nghiên cứu của Chelakhian còn chứng minh rằng tốc độ vận chuyển của các hoạt chất ra hoa này có thể đạt đến tốc độ vào khoảng 2 cm một ngày và chúng có thể vận chuyển từ gốc đến ngọn cành hoặc ngược lại từ ngọn cành xuống gốc. Từ những tập hợp kết quả nghiên cứu khác nhau, Chelakhian đã đưa ra những khái niệm tổng quát về các hormone điều hòa quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Dù ở thời điểm đó người ta cũng chỉ mới biết đến nhóm chất điều hòa sinh trưởng là auxin, còn các nhóm điều hòa sinh trưởng khác gồm gibberellin, cytokinin, acid tapsic ethylene chỉ phát hiện ra ở những năm sau này. Và Chelakhian cũng cho thấy rằng phlogen hoàn toàn khác với auxin. Một điều may mắn rằng ở bối cảnh của Chelakhian, mặc dù có những bất hòa giữa các nhà khoa học nhưng những bất hòa đó còn dừng lại ở trong cộng đồng giới Hàn Lâm. Vào cuối thập kỷ 30, vị trí nghiên cứu của Chelakhian vẫn khá bấp bênh. Khi đó, người bảo vệ cho Chelakhian là viện sĩ Richter, viện trưởng của Viện Sinh lý Thực vật. Khi đó, viện sĩ Richter đã bị chỉ trích nặng nề bởi đã không tuân thủ những ý tưởng của Lysenko và chính viện sĩ Richter cũng bị phản bội bởi những đồng nghiệp thông qua các thư tố cáo được đăng trên tờ báo Pravda vào ngày 26 tháng 7 năm 1938. Thư tố cáo này đã được ký bởi một số đồng nghiệp, trong đó nhiều người trước đây đã được viện sĩ Richter che chở. Có
có nhiều người là học trò của ông. Và Richter đã bị phê phán bởi vì ông đã là người đỡ đầu cũng như người ủng hộ đối với giả thuyết về hormone. Đây là những tư tưởng đi ngược lại tư tưởng chủ đạo của Lysenko đề ra. Và sau khi thư tố cáo này được công bố trên báo Pravda thì các hậu quả đến với viện sĩ Richter một cách nhanh chóng. Ngay trong mùa hè năm 1938, Richter đã bị sa thải khỏi vị trí viện trưởng của Viện Sinh lý Thực vật. Chalakian bị đình chỉ khỏi vị trí trưởng phòng thí nghiệm. May mắn rằng trong bối cảnh đó, Chalakian đã được che chở bởi viện sĩ Maximov và viện sĩ Maximov đã giữ Chalakian trong phòng thí nghiệm của ông để thực hiện các nghiên cứu về sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, sau đó Chalakian cũng được phép để bảo vệ luận án tiến sĩ của ông về vai trò của các hormone trong các quá trình phát triển của thực vật, dù những chống đối của những người ủng hộ Lysenko vẫn còn đang tồn tại. Vào giai đoạn của cuộc chiến tranh vệ quốc tại Nga, khi các viện nghiên cứu phải sơ tán, ở thời điểm đó Chalakian cũng phải thay đổi vị trí nghiên cứu và ông trở thành người đứng đầu của phòng nghiên cứu về sinh lý thực vật và giải phẫu thực vật ở Đại học Quốc gia Yantevan, đồng thời lại là người đứng đầu của phòng nghiên cứu sinh lý thực vật và vi sinh vật của Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Armenia. Do cũng có những nghiên cứu song song trong việc tìm kiếm những nguồn nguyên liệu giàu vitamin C và giàu dinh dưỡng khác, do đó các công trình nghiên cứu của Chalakian ở Armenia cũng đã được đánh giá cao, đặc biệt có những phục vụ thiết thực cho cuộc chiến tranh vệ quốc. Do đó, những đóng góp của Chalakian cũng đã được ghi nhận thông qua việc trao các giải thưởng như huân chương Sao Đỏ hoặc huy chương lao động dũng cảm phục vụ cuộc chiến tranh vệ quốc giai đoạn 1941-1945. Cũng nhờ đó, Chalakian trở thành viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học Armenia. Ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh vệ quốc, Maximov đã khôi phục chức danh cho Chalakian như là người đứng đầu của phòng thí nghiệm tại Viện Sinh lý Thực vật, đồng thời cũng ủng hộ việc hồi phục các thí nghiệm nghiên cứu về phlogen ở thực vật. Mặc dù hoạt động khoa học của Chalakian đã có những tín hiệu tốt hơn, tuy nhiên ông lại cũng gặp những điều thiếu may mắn tiếp theo. Điển hình như vào tháng 8 năm 1948, Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Toàn Liên bang lại tiếp tục không nhìn nhận những giả thuyết của Chalakian. Chalakian lại tiếp tục bị đẩy ra khỏi vị trí trưởng phòng thí nghiệm cũng như bị đưa ra khỏi thành viên của hội đồng khoa học. Do đó, Chalakian không còn quyền để hướng dẫn các nghiên cứu sinh. Điều may mắn đối với ông rằng khi này Chalakian lại được che chở bởi viện sĩ Maximov. Khi Maximov lại cho phép Chalakian làm việc dưới quyền phòng thí nghiệm của ông, phục vụ thực hiện các nghiên cứu về sinh trưởng và phát triển của thực vật. Sau cái chết của Maximov vào năm 1952, Kusanov trở thành viện trưởng. Khi đó, Kusanov lại trở thành người ủng hộ Chalakian khi đưa ông trở lại vị trí trưởng phòng thí nghiệm. Cho dù khi này vẫn còn sự trị vì của Stalin và sự thống trị của tư tưởng Lysenko, và từ thời điểm này, Chalakian ổn định được vị trí nghiên cứu của ông đến năm 1988, tức 3 năm trước khi chết. Và trong suốt 35 năm liên tục đó đã là giai đoạn nghiên cứu rực rỡ của Chalakian với những kết quả nghiên cứu lớn lao, cùng với việc mở rộng phòng thí nghiệm cũng như việc mở rộng nhiều hướng nghiên cứu khác nhau, dù rằng nghiên cứu chủ đạo của ông vẫn tập trung vào việc tìm hiểu cơ chế của quá trình giao hoa. Trong giai đoạn từ những năm 1950 đến 1960, một loạt các chất điều hòa sinh trưởng, tức các phytohormone mới, đã được khám phá, và đến những năm giữa 1960, năm nhóm hormone kinh điển đã được xác định, và quan niệm tổng hợp về vai trò của hormone đối với quá trình phát triển của thực vật do Chalakian đề xuất vẫn luôn được nhìn nhận với ánh mắt tôn trọng. Tuy nhiên, trong 5 nhóm hormone đã được xác định, vẫn không có hormone nào có thể cho thấy có liên quan đến phlogen. Đầu tiên, người ta đã cho rằng ghibellin có thể là hormone gần gũi nhất, bởi vì ghibellin cho thấy có khả năng cảm ứng ra hoa ở một số thực vật ưa ngày dài. Tuy nhiên, ghibellin lại không có hiệu quả đối với các thực vật ngày ngắn, bởi vì ở những thực vật này, mặc dù ghibellin có thể gia tăng sự sinh trưởng của cây, nhưng chúng lại không có khả năng cảm ứng ra hoa đối với các thực vật ngày ngắn. Trong bối cảnh đó, Chalakian có những điều chỉnh về giả thuyết của ông. Ở đó, ông giả thuyết rằng phlogen có thể là một hợp chất hai thành phần, mà một trong hai thành phần đó là ghibellin và thành phần còn lại được giả thuyết rằng đó là antesin. Và khi đó, antesin lại trở thành một dấu hỏi mới, và trên thực tế, giả thuyết này về antesin đều không được phòng thí nghiệm nào phát hiện và xác nhận. Dưới những sức ép của những tư tưởng ủng hộ Lysenko, vẫn có những tư tưởng đả phá đối với giả thuyết của Chalakian. Một trong số đó là các tư tưởng đối lập của Rasumov và Moskov vào năm 1961. Trong đó, Rasumov trong một cuốn sách đã cho rằng sự tồn tại của hormone giao hoa không được chứng minh và đó chỉ là một hợp chất mang tính lý thuyết nhằm phục vụ cho việc diễn giải những vấn đề phức tạp. Trong khi đó, Moskov đưa ra những kết luận phản bác một cách nặng nề hơn. Ở đó, Moskov phản bác quá trình giao hoa gây ra bởi quang kỳ.
Đặc biệt, Chelakian cũng nhận những trái đắng khi biết rằng một số người ủng hộ tư tưởng khoa học của ông trước đây giờ đây lại trở thành những người chống đối ông. Mặc dù vậy, Chelakian cho thấy ông vẫn tôn trọng những tư tưởng chống đối đó, và Moskov và Rasumov vẫn tiếp tục tham dự các seminar khoa học được tổ chức trong phòng thí nghiệm của Chelakian. Do tầm quan trọng của vấn đề giao hoa, do đó giả thuyết về phlogen tiếp tục trở thành những vấn đề được cộng đồng các nhà sinh lý học rất quan tâm để nhằm giải thích cho cơ chế điều khiển quá trình trổ hoa ở thực vật. Do các khó khăn trong việc tìm kiếm phân tử hóa học quyết định quá trình giao hoa, do đó một số nhà nghiên cứu lại có một cách suy nghĩ khác, đó là họ tin vào những yếu tố kìm hãm quá trình giao hoa hơn là tin vào sự có mặt của các yếu tố phát động quá trình giao hoa. Cũng có những nhà nghiên cứu lại cho rằng hoạt chất gây giao hoa không phải là một hợp chất mang tính phổ quát cho tất cả các loài, mà mỗi loài sẽ có những hợp chất chuyên biệt mang tính đặc trưng cho loài đó, và các hợp chất này lại liên quan đến các chất điều hòa sinh trưởng, tức các hormone hoặc các chất trao đổi đã được biết trước đây sẽ tương tác với nhau để thúc đẩy quá trình giao hoa. Đối với Chelakian, ông cùng với các đồng nghiệp tiếp tục thực hiện nhiều thí nghiệm cho việc xác định phlogen. Năm 1988, tức 3 năm trước khi qua đời, Chelakian đã xuất bản bộ sách tổng hợp với tựa đề Điều hòa quá trình giao hoa ở thực vật bậc cao. Trong cuốn sách này, ông đã khái quát hóa các kết quả nghiên cứu lâu dài của ông về sinh lý của quá trình giao hoa, đặc biệt chú trọng vào bản chất của các yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến quá trình giao hoa. Cuốn sách này cũng trình bày khả năng tồn tại của yếu tố giao hoa, tức phlogen, và đưa ra những ý tưởng về các đặc điểm của sự hình thành cũng như chức năng của chúng. Người ta cho rằng cuốn sách này chỉ còn thiếu một điều là chúng không có được một minh chứng ở cấp độ phân tử về sự hiện diện của phlogen nào được tìm thấy. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời vào đầu những năm 2000, các dấu hiệu sự hiện diện của phlogen đã bắt đầu được xác nhận thông qua những nghiên cứu ở mức độ phân tử, và một trong những công bố đầu tiên liên quan đến sự hiện diện của phlogen được ghi nhận vào năm 1999 do nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi một nhà sinh học Mỹ gốc Đức. Cũng cần nói thêm rằng trong nhóm nghiên cứu này có sự hiện diện của một người Việt Nam tên là Jasmine Nguyễn cùng tham gia. Và những nghiên cứu bổ sung vào những năm đầu tiên của thế kỷ 20 càng làm rõ hơn bản chất của phlogen. Và điều đáng ngạc nhiên rằng các hợp chất tìm được cho thấy chúng không phải là một phân tử nhỏ giống như các loại phytohormone truyền thống trước đây, mà bản chất chúng lại là một protein với tên gọi là flower locus T và được viết tắt là FT. Những nghiên cứu tiếp theo, người ta cũng cho thấy protein này được tìm thấy một cách phổ quát ở nhiều loài khác nhau, có nghĩa rằng chúng không phải chỉ mang tính đặc trưng cho từng loài riêng biệt. Và FT protein này đã được nhìn nhận là một hormone có bản chất là protein, đó chính là thành phần gây cảm ứng cho sự hình thành hoa ở thực vật bậc cao. Như vậy, đối với Chelakian, sau 55 năm miệt mài nghiên cứu tập trung trên chủ đề về yếu tố giao hoa, tức phlogen, ông vẫn chưa có may mắn được chứng kiến sự hiện diện một cách cụ thể của một thành phần mang tính quyết định đối với quá trình phát triển của thực vật mà ông đã đề xuất từ khi bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu. Mặc dù vậy, việc phát hiện protein FT đã cho thấy Chelakian đã hoàn toàn chính xác đối với nhận định và dự đoán của mình. Protein FT, tức phlogen, ở thời điểm được phát hiện ra đã được coi là một trong những phát hiện mang tính đột phá trong năm, từ đó giúp cho chúng ta hiểu được cặn kẽ hơn, nhiều hơn về quá trình trổ hoa ở thực vật. Từ việc hiểu được những cơ sở sinh lý học và cơ sở phân tử của quá trình trổ hoa là tiền đề cho việc có thể kiểm soát được quá trình phát triển và giao hoa ở thực vật. Chuyên đề này xin tạm dừng ở đây. Hiểu được những khó khăn vất vả chồng chất của Chelakian trong nghiên cứu quá trình trổ hoa thực vật cho chúng ta nhiều bài học khác nhau. Dù đứng ở bất kỳ góc độ nào, chúng ta cũng thấy được kết quả khoa học và khả năng vượt khó của Chelakian cho chúng ta nhiều bài học khác nhau trong cuộc sống.